Ok, hello, xin chào tất cả em đã trở lại với kênh Duy Khải Gaming. Và Duy Khải chúc anh em một buổi xem video vui vẻ nữa mình. Và ở video này thì ban tiệc thớ của anh em mình vừa chuẩn bị khoảng tầm 5 phút nữa thôi, 5 đến 7 phút nữa sẽ bắt đầu trận công chiến đầu tiên trong tuần. Trong tuần đầu tiên cũng là trận công chiến đầu tiên của server Hành Sơn. Nên là anh em và ban chủ trưởng lão hội ý thì nói chung thì Khải cũng theo anh em một chút, không có đỡ cái video đầu tiên này bị lộ anh em. Nên là Khải xin phép anh em thì Khải làm lại video gốc lại thôi. Nên là gì anh em thông cảm nha. Trên dưới anh em à. Một trên hai dưới. Đừng có kẹp vô trên ngay cái đường rãnh. Dưới nha anh em, lui một bước là anh em cặp tường được nha. Một trên hai dưới nha anh em ơi. Rồi anh em tất cả gom lại trong trụ 3, 2, 1, lâm trụ di chuyển. Chúng ba mình tập sự, một chút anh em. 12 giờ trong, gom. Còn mấy anh em đứng bên 3 giờ làm gì kìa. Phát á, phát với anh Hổ. Nói chung là đang di chuyển tập sự xíu nè mày. Còn 5 phút nữa thôi. 5 phút nữa trận công chiến sẽ bắt đầu. Vì anh em xem thì đừng quên ủng hộ một like chia sẻ nha anh em ơi. Video này Khả sẽ up lại sau. Nha anh em. Nga mi búp thì để đánh người giày nhảy nha. Nghe lộn, nghe đi chửi nha anh em. Rồi anh em di chuyển qua 9 giờ này. 3, 2, 1, dầm 11 giờ di chuyển qua 9 giờ. Đâu tắt là nó tắt luôn, ạc phụ luôn á quý ơi. Di chuyển, gom đi anh em ơi, gom đi. Còn mấy anh em di chuyển. Sau này anh em nhớ di chuyển đi chuyển đều nha anh em. Đừng bây giờ đi nhầm con rắn. Rồi anh em cặp tường 1 trên 2 dưới anh em ơi. 1 trên 2 dưới, cặp tường 1 trên 2 dưới. Ai cầm mặt không biết 68 lụm quả vậy. Yo. Nó lên nó kiểm tra á, xong tiện tay luôn hả? Tiện đường công tác thôi, căng có bay. 1 trên 2 dưới rồi anh em tập trung nè. Anh em tất cả quay về 6 giờ nè, anh em di chuyển nè. 6 giờ gom nè, 6 giờ gom nè, 6 giờ gom nè, 6 giờ gom nè. Gòn lại anh em 6 giờ trong, 6 giờ trong anh em. Kêu không bước ra ngoài nè, kêu 6 giờ tức là 6 giờ trong. Còn kêu 6 giờ ngoài em mới bước ra 6 giờ ngoài giùm nha anh em ơi. Nhớ cho anh em. Hoàng ơi còn bao nhiêu thời gian Hoàng ơi? Cảnh thời gian lấy quả báo cho anh Hoàng ơi. Rồi ok anh em chuẩn bị anh em. Anh em di chuyển nè, tất cả anh em từ di chuyển qua 9 giờ qua 12 giờ 3 2 1 di chuyển. Có ai chạy thẳng qua 12 giờ kia. Đang tập sự anh em. Trận công chiến đầu tiên. 3 2 1 di chuyển. Trận công chiến đầu tiên nên là anh em đang tập sự một xíu. Di chuyển anh em, 1 trên 2 dưới cặp tường, 1 trên 2 dưới cặp tường. Khả năng đem đồ 1 nha. 1 trên 2 dưới cặp tường anh em. Khả năng đồ 1. Cặp là cặp liền anh em ơi. Rồi bắt đầu đều đều rồi, tất cả diễn vô lông trụ 3, 2, 1, diễn vô lông trụ. À. 1 trên 2 dưới 6 giờ, 3, 2, 1, diễn 1 trên 2 dưới 6 giờ. Di chuyển anh em, 1 trên 2 dưới kìa đều. Còn mấy anh em bước ra ngoài kìa kìm cái chuột lại nha anh em nhớ nha. Chúng mình đang tập sự nha mọi. Tí nữa trận công chiến bắt đầu thì Khải sẽ cho anh em bắt đầu xem luôn. Cái chỗ con đi đổi chén đây nè. Nhớ anh thấy không, cái đi rửa chén đây nè anh em. Chắc chính đó, cái bảng xong cái bảng nè. Đừng có cho ra sao quá, nhớ nha. Rồi anh em nè, cách được qua 9 giờ nè. Qua 9 giờ di chuyển 3, 2, 1, di chuyển 9 giờ. Gom gạo lại, 1 trên 2 dưới, 1 trên 2 dưới, 1 trên 2 dưới. Gom lại cho anh em, nhớ giùm nha anh em ơi. Đánh nó không phải vô, lúc nào đánh thì nó hơi tối đó. Thôi thắng với lại là khen về Smile thành. Ok anh em, vô. Trời ơi. Anh giờ nè, anh em quẹo ơi. Thiên nhẫn để bầm dùm cái. Anh xem bờ hòa nước chuột nhanh lắm á. Xem bờ hòa nước chuột nhanh lắm. Giờ phải đánh bóp anh em ơi. Đánh bóp cho đánh. Anh ơi. Ok, ban mình đang miền kinh anh em. Ban mình đang miền kinh nha. 27 giây. Ok rồi, spy đi. Bạn mình đang miền kinh anh em. Anh em tắt đánh bot đi anh em. Ôm spy giùm đây, Rồi em lâm trụ rồi. Nói chung là anh ban nha. Khải tắt mic nha, nó rất mạnh kìa. Khải tắt mic rồi nên là Khải nói tự do được nha anh em. Khải chỉ nghe thôi. Trong trong kênh ban thì Khải chỉ nghe thôi chứ Khải không có nói nha anh em. Nên là nhiều khi nó bị chèn âm đó. Là không sao nha anh em. Bác xe đang
À, có bóng kênh bang anh em ơi. Na nè. Những người mình yêu nè. Thôi chờ một tí thôi. Anh em tắt có bóng kênh bang chứ anh em. Tắt vào bóng không tán luôn anh em. Cứ qua 3 giờ. Khắng quá đẹp anh em ơi, vào này có người mời các kiểu nhìn đẹp quá. Anh em tắt bảo bóp phòng tạng luôn anh em. Quẹo quẹo á là quẹo đấy chạy spa đâu vậy? Lâm An xong đâu vậy? Mày đi về mày đi về giùm tao thằng Thuận luôn. Thôi thương. Mấy tẹo rồi anh ơi. Đây nó trụ vô, nó trụ vô. Rồi nó quăng lại rồi cũng được. Rồi đây nó gom lại cho nó. Nè Nam ơi, chuyển chuyển qua đi. Tụi nó đã không bất tử rồi, nó qua bên mình đó. Ngon ngon ngon. Bọn nó không bất tử rồi. Không tưởng chuẩn bị sẽ bị giao tranh tại khu vực Biển Kinh thôi em ơi. Tại vì là băng xe với Thiên Sơn ở Phường Tương giao tranh tranh của bung tiêu, nhưng mà có vẻ anh Long Trụ qua lại khoảng 1-2 lần thì bây giờ thì chắc chắn bên em rằng một là băng Thiên Sơn sẽ phá Long An hoặc là phá Biển Kinh của mình. Bây giờ thì anh em đang chuẩn bị tinh thần phòng ngự anh em ơi. Chuẩn bị tinh thần phòng ngự anh em ơi. Chuẩn bị tinh thần phòng ngự. Giùm Khang ơi, kiểm tra Thiên Sơn đi đâu. Thiên Sơn thôi, Thiên Sơn mới bị mất. Mới bị mất Phường Tường. Quá giờ qua cắt Lâm An phát luôn anh em. Chơi à, nè lên Lâm An đang bên đây nè. Lâm An thống kê bao nhiêu bạc, anh đầu được bao nhiêu bạc giùm tao Khang ơi. Trăm mạc. Trời, trăm mạc mà. Đây người qua lẹ đây, đều xuất khá để tụi đi anh em di chuyển luôn, để yên ô tô Biển Kinh, tất cả anh di chuyển qua Lâm An. Tất cả sân bay đi về bên Biển Kinh, tất cả sân bay đi về Biển Kinh. Còn anh em nào? Anh em đi cổng Thượng Trân Dương Châu đi về 12 giờ. Dương Châu, Lâm An. Dương Châu đi hướng 12 giờ, tất cả sân bay đi về bám Biển Kinh. Tất cả sân bay đi về bám Biển Kinh, bám giữa đường đó nha, bám Biển Kinh nha. Đi go. Tay chú ý nha. Giờ đang chạy qua Lâm An em ơi. Chạy qua phá Lâm An một phát thử ok không? Trùng sói ở trong trận này khá là ok đấy. Nhưng mà không biết sẽ như thế nào thì cố gắng em ơi. Sói đang cố gắng giao tranh qua Lâm An một chút. Hiện tại thì lâu Khải sẽ tắt mic nha anh em. Tại vì Khải nghe lệnh rồi là Khải cũng tắt mic nha anh em. Không đợi làm gì đợi nó phải ô. Quá Biển Kinh rồi hả? Quá Biển Kinh rồi. Hay ao là rồi bay hay sao thằng kia? Báo cho đúng nha. À vô ạc rồi nha. Hồi nãy nhắc rồi đó. À báo thì chết rồi. Nó qua từ bay thì báo nó qua từ bay. Di chuyển không? Di chuyển 6 giờ luôn. Quẹo ơi bám cho tao được hình 6 giờ quẹo ơi. Mày kêu từ bay về Biển Kinh thằng lộn. Quên. Còn ơi, còn em cầm viên em bám lên danh thứ 6 giờ đánh nè. Nhanh nè. Nhanh đây là Biển Kinh nè. Góp lại 6 giờ, góp lại cả tôi 6 giờ, góp lại đâu vậy? Góp lại kia. Rồi, được rồi. Đúng ha. Ngã tư dưới, ngã tư trên. Ngã tư giữa. Đùi gió nè em ơi. Lại nè em. Rồi, tất cả đội 1 di chuyển qua 9 giờ, tất cả đội 1 di chuyển qua 9 giờ. Thuận di chuyển. Đội 2 đứng yên, đội 1 di chuyển. Lên ngựa di chuyển, con bồ, xin bồ con hơn. Đội 2 đứng yên. Ôi, chạy đến 12 giờ luôn, đội 1 chạy đến 12 giờ luôn. Đội 2 kìm con chuột lại, chạy đến 12 giờ, bước qua 12 giờ. Né cái lông chuột lên nha, cách cái lông chuột lên, gom lại bước nè. Gom lại. Đội 2 từ. Quýnh cái lông chuột lên nha, đội 1 chuẩn bị nha. Đội 1 bước xuống, còn ở bước trên con lại. Cái lông chậu.
Tám cái ông chủ, đội ai giữ nguyên lệnh, đội ai giữ nguyên lệnh. Tôi cứ cắt cái ông chủ anh đấy rồi nói là đấy luôn ra nữa. Đấy là muốn xấu giờ. Anh đưa em, từ từ. Anh với ông chủ vô, đám với ông chủ vô. Kệ tụi nó chưa thấy nha, tụi nó chưa thấy. Bật cánh boss anh em, bật cánh boss hết. Tụi ai, đội nó ghi, tụi ai nó ghi. Đội 1 xây con chính giờ, đội 1 xây con chính giờ. Xây con chính giờ là 1 ai. Đám một, bỏ đến giường đi em. Bỏ đến giường đi. Đội 2 bước vô. Đội 1 bước vô, đội 2 bước vô luôn. Đội 2 bước vô luôn. Đội 2 bước vô luôn, đội 2 bước vô luôn, 3 giờ. 3 giờ đám ông chủ, 3 giờ đám ông chủ. 3 giờ là đám ông chủ, 3 giờ đám ông chủ. Đám với ông chủ vô, đám ông chủ vô mỏi vô. Hay quá, cố lên anh em. Ôi, đám ông chủ vô, đám ông chủ vô. Tay qua 9 giờ, tay qua 9 giờ đám ông chủ. Vô mỏi vô, nhồi máu. Đám đường nghe, đám đường nghe. Xây qua ai còn lại lên 12 giờ, ai còn lại lên 12 giờ. Một tuần nữa nó lát nha. Về biển kênh khoái nữa. Là mày chỉ xài biển kênh. Đây bị kênh thì kênh, đây bị kênh. Tập trung đám ăn quấn luôn ơi. Hàng kia đang quấn lộn bên kia rồi. Cứ về bị kênh đây, cứ về bị kênh đây. Rụt rụt rụt. Hay quá, hồi đó xây hay lắm á. Anh được đánh máu rồi, anh được đánh máu rồi. Xe đẩy á, đẩy dàn xe anh em mình chưa chỉnh thì làm ăn á. Bộ sung máu bên đây, bộ sung máu làm tôi nữa nè. Ok, bổ sung máu làm thêm tôi nữa nè em ơi. Kỹ vô nghe, kiểm tra phường tường kỹ vô. Hay quá, hay quá. Kiểm tra cực kỹ, kiểm tra cực kỹ vô. Xe với Thiên Sơn vẫn đang đánh ở phường tường em ơi. Xe với Thiên Sơn vẫn đang đánh ở phường tường. Bổ máu lên em, kiểm tra máu đi, kiểm tra máu đi. Ăn bắt quả lồ lại, ăn bắt quả lồ lại. 100% ao hoặc kính nha, 100% ao hoặc kính nha, đi qua làm ăn. Mình em muốn thấy trẻ trẻ em muốn chú ý mình xoay chịu xoay chút nha. Làm ăn đông anh em đi chuyển anh em ơi. Gom hơn 6 giờ lại. À tính ra di chuyển nhanh hơn anh em ơi. Tổng thanh 6 giờ. Di chuyển có 3 giờ đúng không? Đứng di chuyển có 3 giờ đúng không? Miền Sơn ăn lấy rồi nha. Ôi kiểm tra thật kỹ nhanh xe đó có trong qua bên mình kính không nghe. Kiểm tra thật kỹ vô. Gom 3 giờ ngồi anh em ơi, gom 3 giờ ngồi, không muốn vô lông chủ anh em ơi, gom 3 giờ ngồi. Ôi da, sao lắc rồi. Báo quá trường 5 thôi, âm bù báo quá thì báo tờ đồ kìa anh em ơi, đứng ngay chỗ âm bù kìa, 225. Chỉ nhanh anh em ơi. Kiểm tra, ạc phụ anh em ơi, ạc phụ mà còn đứng thành anh em cho kích dây, tắt ô tô, cho nó lên 25 luôn anh em ơi. Di chuyển qua 3 giờ có tờ độ nha anh em. 2 3 4 2 19 di chuyển qua Long An. 2 3 4 2 19 chính đúng rồi mấy ông bà sao ao tập trung chậm vậy anh em, ao ra tập trung chuyên nhân luôn anh em ơi. Em ơi, 3 giờ ngoài Long An, 3 giờ ngoài Long An cổng giữa. nhanh đi tranh thủ ai chơi quấn lộn anh em. Lại đi anh em ơi, lại đi anh em, nó mà qua là mình mát á. Thiên Sơn năm phần tường rồi nha anh em nha. Bám thật kỹ hai thằng đó nha, bám thật kỹ hai thằng đó nha. Xe vẫn tập trung phần tường, Vì xe đang tập trung cổng má rồi, tường mà. Rồi, cứ bám thằng hai đó được rồi, lại bên này tự đánh. Anh muốn thấy chạy tre một lần nữa nha anh em, muốn chạy tre một lần nữa là được. Quá chậm anh em. Đó con. Kêu A hoặc chính nha, A hoặc chính là 40 đặc luôn mà anh em. Xe mình từ bên Dương Châu bên đó lại chạy qua rồi. Còn thống kê thường xuyên em ơi. Lâm ơi, xem ai giùm Lâm ơi. Ok, có 6. Có chậm anh em. Còn đâu 20 hạt. Ngã từ 3 giờ cháu. Nó đang chơi, nó đang ôm sẵn làm chủ rồi. Nó quýnh cho mình, nó trong làm chủ hả? Ừ. Ăn đại lộc phi tóc vô anh em ơi. Ừ, có lần ăn đại lộc phi tóc thì ăn vô nha. Ăn mắt lò lên đó. Ăn mắt lò vô. 100% mới đứng giữa lòng trụ nha. 80 100% lòng trụ luôn hả? Ừ. Rồi 82 chưa được 10 lần nữa.
bước vô ngã tư luôn, bước vô ngã tư 3, 2, 1 di chuyển 3 giờ, ngã tư 3 giờ không bước vô ông trụ. Công Lâm An nè mày, đang Công Lâm An gom nè anh em ơi, ngã tư gom nè, ngã tư gom. Lâm ơi bấm lên lần nữa Lâm ơi, nó có cặp tường không? Nó chưa cặp tường nha, từ từ nó chưa cặp tường nha, nhau cô lại bỏ đánh nó đánh... chưa cặp tường luôn, bây giờ đánh có là được luôn nha Nam. Rồi bước vô luôn, bước vô luôn nè, bước vô luôn, bước vô luôn. Lâm đi lòng ở đây Lâm thấy rồi, rồi hướng lại nè, đầu hẻm 3 giờ, đầu hẻm 3 giờ đứng lại, sàn qua phải lên lên 12 giờ, sàn qua phải lên 12 giờ, đứng lại 12 giờ, đứng lại 12 giờ, gom lại 12 giờ đâu, chuẩn bị nè, chạy về trái, sàn về 3 giờ, sàn về 3 giờ lên, lên từ 3 giờ lên, sàn trái về 3 giờ, sàn trái về 3 giờ lên, đứng lại 3 giờ lên, đè mạnh vô, nó buồn quá, người chuẩn bị nè, 3 giờ gom lại, 3 giờ gom lại, sàn qua phải cái nữa, nhấn nguyên hình lên, sàn qua phải 12 giờ, nhấn lên 9 giờ đánh, nhấn mạnh lên 9 giờ, sàn mạnh lên 9 giờ, sàn lên 9 giờ luôn, sàn qua 9 giờ luôn, sàn qua 9 giờ luôn, đánh qua 6 giờ luôn, nó buồn rồi đó, sàn qua 6 giờ, rồi nè, gom lại 9 giờ này, gom lại 9 giờ một nhịp, gom lại 9 giờ một nhịp, gom lại, sàn qua 12 giờ, sàn qua 12 giờ, rồi sàn qua 12 giờ đánh qua 3 giờ, sàn qua 12 giờ đánh qua 3 giờ, nhanh, rồi nuốt trọn đó. Rồi ăn rồi hay lắm. Rồi xe về 3 giờ rồi, chạy về 3 giờ. Rồi đánh trụ, mũi xuống trụ đi ông trụ. Ai chết? Ai chết thì bên kênh, ai chết thì bên kênh. Tạm trụ 100%. Chết thì bị kênh nha, ai chết thì bị kênh nha. Ai chết thì bị kênh. Chết thì bị kênh. Về bên kênh đi Nam. Đang đang làm trụ anh em ưu tiên boss đây anh em. Nhấn vào auto game yến á. Bật cánh boss lên anh em ơi. Bị kinh Lâm ơi, Lâm ta người về Lâm đi tay về bị kinh Lâm ơi. Đem nhanh đem nhanh, mấy nhịp thôi, mấy nhịp thôi. Anh giờ rớt trụ nha Hoàng ơi. Từ từ, đám trụ bỏ đi luôn. Bỏ đi chuẩn bị nè. Cái 6 giờ nó vô nè, anh em chuẩn bị né né, 6 giờ này đám trụ nha, không thấy người. Từ từ nghe, từ từ nghe. Rồi. Rồi tông cái 6 giờ chết nha, tông cái 6 giờ chết. 6 giờ từ từ, bắt con bao, bắt bao bao từ từ. Lao vô nó chết đi anh em, lao vô nó chết đi. Chết ra mặt, đặt chết ra mặt, tao về bị kinh lên. Kinh ra hoặc xe bị kinh lên. Làm thêm tên nữa được á. À, kinh ra hoặc xe bị kinh 100% về bị kinh 100% về bị kinh 100% về bị kinh. Chính bạn kinh, phụ bạn kinh luôn. Đánh auto về đánh vô đi, tắt lên luôn. Ai chứ đâu có vừa lò lại. Spy về trong hầm, spy về lại trong hầm hết. Một spy chỉ một phần thường thôi, không tất cả là spy trong hầm. Phương tường khỏi, khỏi cần qua phương tường đi, phương tường không bất tử được đâu. Ôi, hết máu luôn, quên chưa kịp mua máu nè em ơi. Chẳng ơi. Nghe, nghe. Mày đi kia đi kiểm tra không nhỏ cái. Rồi, 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 rồi. Để người ta đi qua bên đấy là Trung Châu nè. Ngon rồi, nói chung là phá được Biển Kinh là ok nè mày. Đi. Hiện tại bây giờ là đo phá được Lâm An chứ. Hai thành lớn đó là Lâm An và Biển Kinh, mà bên này thì anh em mình đã cố gắng phá được bên Lâm An rồi mày. Bên Lâm An đó là bang huynh đệ, bang mình đã phá nát Lâm An rồi. Thì bây giờ thì chỉ còn cố gắng giữ Biển Kinh cho bất tử thôi anh em ơi. Tại vì hiện tại bây giờ thì chỉ có ba thành lớn đó là Biển Kinh, Lâm An với lại Phường Tường. Mà Phường Tường thì xe với lại Thiên Sơn nó đánh từ đầu đến cuối buổi rồi. À, nãy giờ nó đánh hơn 15 phút rồi, chắc chắn anh em là cái thành Phường Tường là nó sẽ không bất tử rồi. Phường Tường chắc chắn 100% không bất tử rồi anh em. Nên là khúc cuối chắc chắn với anh em rằng sói của mình sẽ cho đẩy về Phường Tường ở những giây phút khoảng là 5 đến 10 phút rồi thôi. Khoảng tầm 9 giờ kém 5 đến 10 phút là Khải nghĩ là sói bên này sẽ cho đánh thẳng về Phường Tường để chiếm lấy bông tiêu anh em. Một ăn được bông tiêu nữa là cố gắng giữ 30 phút cuối thôi. Tại vì bên kia nó vẫn đánh qua đánh lại á. Nên là chắc chắn cái Phường Tường sẽ không bất tử rồi. Chắc chắn là Phường Tường sẽ là một cái thành đang rất là màu mỡ nè em ơi, đang rất là màu mỡ. Hiện tại Lâm An thì bị nát rồi, Lâm An bị nát là phút 42 rồi. Nên là Lâm An cũng không được bất tử. Và bây giờ thì chắc chắn anh em thì ban mình sẽ cố gắng giữ cái Biển Kinh bất tử thôi. Cố gắng làm gì làm ở phút 9 giờ 3 phút sẽ chính thức bất tử cái lông trụ này là ngon nè em ơi. Chính thức bất tử lông trụ này là ngon. Bất tử rồi thì chắc chắn với anh em rằng thì ban mình sẽ đi càng quét thôi. Đó, đánh chứng thực quá là hay của sói. Em Phương xe nhậu, với lại là xe của xe thoàn đây. Đi qua Tương Dương cắt trụ giùm anh đi. Nam ơi, ta nói anh nghe. Bây giờ mày bây giờ chưa ai đánh thì mày cắt trụ có ý nghĩa gì đâu. Mày mất lực ở biến kích nha. Không cắt trụ nó bất tử. Nó bất tử tự nhiên luôn. Bất tử tự nhiên luôn, đúng rồi. Anh em di chuyển qua Dương Châu rồi qua Tương Dương. Dương Châu, Tương Dương, Thành Đô, Đại Lý, chưa ai chiếm nha. Dương Châu, chưa luôn đúng không? Chưa, còn chỉ có 3 thôi. Thằng Hoàng Đế không tham gia hả?
Hoàng đế không nữa. Hoàng đế chắc là hòa không cho tham gia đâu, nó không đưa cái khi chiến lệnh là đâu tham gia được đâu. Xe có tên anh em, di chuyển qua Dương Châu anh em, rồi qua Tương Dương nè. Xe đó cắt trụ thôi, ba xe đó phụ trách cắt trụ thôi. Anh chưa nhậu không? Lại đây, lại đây. Nhậu có thiên nhận không? Nhậu không thiên nhận đúng không? Nhậu đi về, nhậu đi về, nhậu không tham gia, nhậu đi về. Xin một xe thiên nhận, xe hoàng đi đây, xe hoàng đi đây. Có cắt Dương Châu anh em ơi. Hải, Hải năm lập bồ đi theo, Hải năm lập bồ bắt ông bù khai hỏa thôi, Hải đi theo. Ok, 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 ok. Đi đi đi, Hải ok, ok, ok. Ăn Dương Châu trước, ăn Dương Châu trước, rồi ăn qua Tương Dương. Ăn đại lý, ăn thành đô. Có lệnh rút về liền, ao hoạt chính nha. Hoạt chính là gì làm ấy. Nên em đi cắt trụ á, chuẩn bị cho một bát game nữa. Nó mà bị đứt cho nên em vô nhanh. Đứt rồi, đứt rồi. Tài khoản em. Đứt thiệt rồi, đứt thiệt rồi. Cái này nó trao phượng giống như đợt trước hả? Phượng tuần rồi. Đi trang luôn bông tiêu đúng rồi. Ừ, tí rồi mình qua mình quét hết. Rồi, rồi ao đang qua Dương Châu em ơi. Đây là chính qua Dương Châu. Mình cố thủ vị trí tốt. Discord bảo Khang lại. Đứt nào, đứt nào. Ao vài lần nó bị đơ mất em ơi. Gì tính đinh đâu? Ơi. Đó, mình đang coi mình giật dấu mình lấy cái biển kinh bất tử rồi xong mình mới quýnh mấy thằng kia nha. Nhưng mà bây giờ phải cắt anh nhỏ để mình thụ đã. Kiểm tra ba bằng huynh đệ, kiểm tra ba bằng huynh đệ. Kiểm tra bằng huynh đệ. Quý dạy tôi đang bảo thủ kìa, thấy chưa? Là sao? Là sao? Chúng nó đang tập trung ở 100% nha. 100% hả? Ờ, 100%. Đội một, đội một, đội một di chuyển qua Dương Châu, quét cái thằng Dương Châu phụ, đi qua đánh nó một tuần về lại Biển Kinh, di chuyển đi. Lâm kéo vừa đó đi phá thằng Minh Đệ cho nó không qua mình nha Lâm ơi. Má mạnh thế này sao về ta? Lâm ơi, Lâm ơi, Lâm ơi. Ok, ok, ok. Hello anh em nha. Thôi hai ở lại, hello tối. Ô, không có ạc nữa lên tiếng, đi đi. Hay quá, hay quá. Đừng thôi, vừa ạc anh Lâm, vừa ạc anh Lâm, ta đưa ạc cao đánh nè. Ta trừ tải game nữa, không có cho xong, đang ra mua ạc rồi đấy. Rồi mới cái game rồi rồi chi chánh. Thứ hai đã thiên tử đây. Để tới thứ hai đã thiên tử. Chữ là xong mà. Nhắc nhở anh em hay gì anh Tuấn? Ô, tôi chơi lại mà có công việc làm chứ. Nè, rút về là mai bỏ công luôn, bỏ công luôn, rút về Biển Kinh, rút về Biển Kinh. Ủa sao uống máu không được ta? What? Sao không, tôi sơ survive rồi, rút về làm đi Cải ơi. Dương Châu còn nửa máu. Mà đi vô Dương Châu rồi thì đánh luôn xong thủ rồi chạy về. Đi Vigo bán không ở Vigo. 35 phút nha anh em, 35 phút bất tử nha, không phải 30 nha anh em, 35 phút. Bỏ phải đó nhưng nó hút máu người ta. Ờ thấy anh rồi. Thì em lắc nè, bị lắc. Anh đưa đồ cho em, anh vô anh quất vài trăm cá lệnh bài vô. Thôi vô chi mua may mắn kẹt tiền không mà chơi chi chặt chỗ về là quất rồi phải mấy ngàn. Chủ bên này không cầm bầm nha, chủ bên này không cầm bầm luôn. Đi qua Tương Dương, đi qua Tương Dương. Qua Tương Dương luôn anh em ơi. Nó chưa qua mà, cứ ở đây. Ok, qua Tương Dương là sót cặn nè. Anh, xe em có con xét đó là thủ Tương Dương anh, không ạ? Không, ở xét để thủ mặt định hai cái tường. Để về Biển Kinh lại. Có xe bay trong mặt không vậy? Tèo ơi. Cũng đi đi. Tèo với lại là tèo với rồi. Ê, chạy Tương Dương anh em ơi. Trong này anh em cho hỏi. Không nè, anh em để Nga My, anh em nào có xe Nga My bút để cho mình bỏ đánh cho mình tụi nó tìm trong người tìm đánh cho mình cái là người đang chạy chạy đúng không? Xe mà có Nga My chữ, xe có Nga My chữ. Tương Dương vô thẳng 5 trụ luôn anh em ơi. Sao thắng? Quân đệ 3 giờ dưới, quân đệ 3 giờ dưới, 100% quân đệ 3 giờ dưới. Gom nè anh em ơi. Gom nè, gom nè, anh em đội 1 nè. 1 trên 2 dưới, gom 3 giờ. 1 trên 2 dưới. Rồi, chết rồi. Bay đâu bay? Chưa cơ mặt lạnh anh em ơi. Từ từ, chưa cơ mặt lạnh đâu. Má này bị toàn tập xuống bay. Anh phá cái tương dương rồi. Dưới ngoài nha, nó bay giờ dưới ngoài, chăm, nó bay dưới ngoài, chăm, về đi anh em ơi. Vô chỗ đi. Xe. Tuyến xe nó bay rồi. Di chuyển, nó di chuyển rồi anh em ơi, nó di chuyển rồi anh em ơi. Đứng nào? 1 trên 2 dưới anh em 3 giờ, 1 trên 2 dưới 3 giờ, 1 trên 2 dưới. Nó di chuyển 3 giờ dưới nè. Từ từ nè, thì bãi yếu tắt hướng đâu, tắm hướng rồi được. Thì bãi tắt hướng nè, nó di chuyển qua giữa hẹn 6 giờ nè. Gần hẹn 6 giờ. 6 giờ nè anh em. 6 giờ. 6 giờ. 6 giờ không bước ra nè, 1 trên 2 dưới luôn, 1 trên 2 dưới luôn. Hủ kèm 6 giờ cái đi, hủ kèm 6 giờ cái đi. 9 giờ, 9 giờ, 9 giờ, 9 giờ. 9 giờ 1 trên 2 dưới. Tương Dương chú ý nè, chạy qua cổng bên trái phần tường chạy vào Biển Kinh. Đội 2 qua 12 giờ, đội 2 qua 12 giờ, đội 2 qua 12 giờ. Chạy vào Biển Kinh nhanh. Nó tập trung cổng 9 giờ. Đội 22 giờ, đội 1 đứng lại, đội 1 là 9 giờ.
đang rút vô biển kênh này nè, Quân đang rút vô biển kênh luôn rồi em ơi. Nãy giờ mình đi tem theo phá trụ. Rồi. Đợi một rút 12 giờ. Đợi một rút 12 giờ. Một trên 2 dưới luôn, một trên 2 dưới luôn. Một trên 2 dưới đội cánh, một trên 2 dưới ai thấy thì đội cánh. 3 giờ. Một trên 2 dưới mới luôn, một trên 2 dưới luôn. Trời ơi. Nó từ từ không bước ra, không bước ra. Vô chết cho nó nhanh. Bắn đi, bắn bắn đi. Bắn chưa, bắn chưa, bắt bắn. 3 giờ đúng không? Bắn chưa bắn. Em đi cái chuột lại lên. Buồn 6 giờ đi bắt lẻ đi Thương ơi, Thương không cần đánh đâu Thương ơi. Bắt bắn lên em ơi, bắt bắn lên em ơi. Từ từ. Cứ đánh 3 giờ đi, ai lòn cái sao kệ nó. Chết chưa liên tục, chết chưa liên tục anh em ơi. Đi 6 giờ mà vô nha, đi 6 giờ 12 giờ mà vô. Đủ lực. Mặt em không có cần thiết đánh gì đâu, em ơi, mặc định thôi. Đứa đang mặc định, em hay lên nó vô để được đâu. Mình chôn ship anh em, kinh chôn ship là mặc định. Anh em là chủ nó sụp hách. Cái thời bắt chữ thiết sụp ai cũng được. Rồi xin nhồi máu, xin đặt nhồi máu tay anh em ơi. Đặt tay nào mà mới lên á, trả máu giùm nha. Đi mua máu, đi mua máu. Ôi dạ, ôi dạ. Ôi. Cứ mặc định thôi. Ủa xanh, đâu rồi? Nhóc các trụ về rồi nha. Mua máu nè mày. Rồi. Nó rút ra ngay từ từ nghe, không bước ra ngay, không được bước ra nha. Không ra. Nó vòng tụi 12 giờ kìa. Từ từ. Nó chia. Từ từ. Bước vô lông trụ, chăm. Bước vô lông trụ, chăm. Xoay con 6 giờ. Đẩy mặt lên 12 giờ, chăm thấy không? Đẩy mặt lên 12 giờ. Đi cao lên, cao chuột lên kìa. Xoay qua là xoay qua 12 giờ, không bước ra ngoài. Gom gọn lại 12 giờ. Xoay ngược lại 3 giờ, bỏ, xoay ngược lại 3 giờ. Đi vòng tròn cho đẹp nào. Đẩy xuống luôn, đẩy xuống luôn. Mạnh lên. Cả chết phải này. Đóng với chúng tôi nè. Gom lại không lên. Cứ chôn, cặp con ra vào cổng được. Ngã ba cổng. Không bước ra cổng nha, ngã ba cổng. Em sao đang tập trung rồi, ngã ba nha, ngã ba cũng rồi nha. Em đánh mua mẹ đi. Đẩy mạnh ra luôn. Nói chung làm kìm này, đẩy mạnh ra luôn kìa. Đẩy mẹ luôn. Rồi anh em rút lại đông trụ, chăm rút lại đông trụ, chăm không có rồi. Xin buồn luôn. Xin buồn luôn anh em ơi. Ba đánh hồi hộp quá. Xin buồn luôn anh em ơi. Hay quá anh em ơi. Anh em nhanh lên lại, anh em tập trung lên lại. Anh em tập trung lên lại nhanh lên. Em đã nhắc rồi nè. Bước lên tim, bước lên bít đi anh em ơi. Tập trung lên lại nhanh lên 100%. Cho ba làm việc. Làm nhanh đi anh em ơi, 75 mặt. 6 giờ ngoài, nó vẫn đứng 6 giờ ngoài đang tập trung chữa vô. Rồi kệ đó. Ô ngày mai mình nó cũng mua ra. Khổ ơi, để thằng Thắng nó nói, mày đi qua 3 giờ spy với mày đứng nói chung với nó làm cái gì? Spy có một người 6 giờ, anh em có 3 giờ, 2 giờ mà đến kìa. Gặp mất tử nè mày, rồi, cố lên. Còn 7 phút nữa thôi, 7 phút nữa thôi. Kiểm tra coi bắt cổ lộ hay không? Không, còn 15 phút cho anh em đó. Có lại đóng trù nghe chứ chị đi đâu vậy? Để cho bay làm việc được rồi. Sao vậy vòng rồi hết vậy? 1 trên 2 dưới 6 giờ di chuyển. 1 trên 2 dưới 6 giờ di chuyển. Còn mấy anh em trong lông trụ em nghe không kìa? Không mặc định em giữ mana lại chứ. Nó vô 6 giờ. Mặc định chưa? Bám cho cục. Bám đi. Rồi di chuyển 3 giờ 1 trên 2 dưới. 3 giờ 1 trên 2 dưới. Nó chia 39. Hả? Được rồi, tính điện đó.
bám chân, bám chân. Bóng xe luôn lại kìa, bóng xe bên trong hai kìa đi vô. Ba đây, ba đây, chín chín đó các bạn. Sói xử lý quá hay nè mày. Bỗng nhiên lui vô đi ra đó chị. Bay lên em. Đó sẽ bay lên em. Vô đập quá. Game game cái bay anh em ơi. Để ngu đá. Cố lên, cố lên, còn rồi cứ bám đi em, bám rồi đi em. 5 phút nữa. Chúng lại kia đâu vậy? Vô đi. Quá trời xe đi ra luôn anh em ơi. Sao lao ra trơn vậy? Thằng chịu chăm chăm, bước vô làm chịu chăm chăm ơi. Bước cái phòng chịu chăm chăm. Không lao ra thì anh xe sao lao ra được. Lên em. 12 giờ có biến à, 12 giờ nó vô kìa. 12 giờ này, thay qua 9 giờ 1 bước, thay qua 9 giờ 1 bước. 9 giờ. Trời. 9 giờ lại đây. Xoay ngược lại lắm chậu. Dính đang mà chết luôn nè. Xoay ngược lại lắm chậu. Từ từ. Một xoay rồi thì ít không. 3 giờ. Đánh 3 giờ. 3 giờ anh em. Xoay qua 3 giờ nè. Xoay qua 3 giờ. Xoay qua 3 giờ. Xuống 6 giờ. Xoay xuống 6 giờ. Xoay xuống 6 giờ. 6 giờ đánh bằng qua 9 giờ. Đánh bằng qua 9 giờ. Đánh qua 9 giờ. Xoay lên 12 giờ. Xoay lên 12 giờ. Xoay lên 12 giờ. Xoay qua 3 giờ luôn. Không muốn ra nha, anh em 12 giờ, 3 giờ thẳng lên, 12 giờ. Đánh mạnh lên luôn, đánh mạnh lên luôn, đánh mạnh lên luôn anh em, đánh mạnh lên luôn. Mẹ nó luôn anh em ơi. Thôi ngóm lại lông trù, không ai vậy nha, ngóm lại lông trù, ngóm lại lông trù. Thương ơi, qua 3 giờ bắt cái thật rồi. Thương ơi. Cố gắng lên không, bất tử rồi. Lúc ra, cho nó gầm thật rồi, lúc ra đi thật rồi. Anh em kiểm tra máu, kiểm tra máu. 2 giờ còn rồi, bắt thứ 5. 3 giờ đó vô anh em ơi. Rồi rồi. Anh em 3 giờ 1 cây dưới. 3 giờ 3 giờ 1 cây dưới đánh bạch ra luôn. Đánh bạch ra luôn. Đánh bạch ra luôn. Đánh bạch ra bây giờ luôn. Đánh bạch ra bây giờ luôn. Đánh ra cổng luôn. Đánh ra cổng luôn. Đánh ra cổng luôn. Rút vô, rút vô, rút vô, rút vô. Rút vô, rút vô, rút vô, rút vô, rút vô. Rút vô lại, rút vô lại. Ông trụ chân thăm. Lóng trụ chân thăm. Được rồi, xe đi đó. Ngâm xuống chậu, ngâm lông chậu, ngâm lông chậu. Đủ ma đánh trận đầu tiên hay quá. Hay quá, có lần đẹp. Chăm chăm lên lên lên. Cứ lông chậu chăm chăm. Rồi. Đánh ra 3 giờ, đánh ra 3 giờ, đánh ra 3 giờ, không có bức trọng. 3 giờ trọng em, 3 giờ trọng thôi. Anh giữ đi, bước ra 12 giờ, xe 12 giờ, không ai bước ra hàng, ai bước ra hàng. 3 giờ trong, 12 giờ trong, 12 giờ trong, 12 giờ trong. Gom lại anh em, gom lại, gom lại. Spy giùm anh em ơi, spy không có lần spy kìa, không có thay ai spy kìa. Cho ai xả mẫu cho đi. Thời gian, canh thời gian cho anh, canh thời gian cho anh. Cố lên, cố lên. 3 phút rưỡi nữa. Cố lên em ơi, bất tử ngay anh thoải mái nào. Cho xả mẫu đi, cho xả mẫu đi. Bây giờ là dưới 30 bình xả máu nè, tay dưới 30 bình xả máu nè. À, tay xả hết máu ra, phát ra vô lại, mua máu anh em nha. Lông trụ lại máu, chặt vô lông trụ lại máu. Lại nè, lại nè, một tên nữa là được, anh em một tên nữa được anh em ơi, mẹ nè. Lông gọn lại anh em ơi, lông gọn lại cái, bước vô lông trụ nè anh em ơi, bước vô lông trụ nè. À, tay phát ra vô lại, mua máu nhanh anh em ơi. Nãy cắt được Tương Dương không Thuận ơi. Cắt hết anh ơi, cắt Tương Dương Tương Dương rồi. Tương Dương ok mới dễ. Áo spy rõ lên, spy báo rõ lên. Lắp ông chủ đi đâu vậy? Lắp ông chủ thôi. Lắp cho 1 phút cuối nè. Cố lên, hay quá. Bạn mình này, anh em sói hay quá nè mà. Quá hay. 3 phút, 3 phút. 3 phút cuối anh em ơi, tập trung nè, 100% tập trung nè. Anh em đứng lên. Con lo bấm đây, con lo bấm đây. Giữ đi, một tư, giữ đi là vô cầu đi đâu vậy? Đi đâu vậy? Dựng game chuột lá đi anh em. Bước qua 3 giờ một bước. 3 giờ một bước một. Một bước tức là nửa cái bản đồ lên em. Nửa cái bản đồ thôi. Tại bước đây, 3 giờ ngoài vậy kìa. Ê, đừng giùm đi anh em. Ai làm việc đi mấy đứa ơi. Ba làm việc đây, ba làm việc đây. Đang chạy liên tục.
Một trên hai dưới, một trên hai dưới, một trên hai dưới mấy giờ? Một trên hai dưới mấy giờ vậy chị? Chưa, 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 bám vô, bám, bám bay rõ vô, bám bay rõ vô. Em phải đánh nha. Đi đánh rồi. Ăn phía đông lại là quân chủ vô, ăn phía đông lại là vô. Một phút bên bị dành. Đi ra bắt con lò. Rồi ăn vô, con ăn vô. Bước vô ông chậu, bước vô ông chậu, bước vô ông chậu, bước vô ông chậu. Mình ăn chắc rồi. Quay chắc rồi. Huynh đại, huynh đại, xe rút hết rồi. Quay vô rồi. Yeah. Yeah, thành công rồi, cố lên. Thời gian, bỏ thời gian. Bỏ thời gian, bỏ thời gian. Một phút 10 giây anh. Lâm An hồi nãy mình. Chỉ có mình biện kinh bất tử thôi anh em ơi, chỉ một mình biện kinh bất tử thôi anh em ơi. Hay quá. Vâng thôi nhưng mà tử. Về nó mới, về nó mới. Về nó mới cua. Cắt thành bị phá rồi anh em ơi. Đầu tiên là Phường Tường, Phường Tường phá Tê Tu rồi. Là chưa biết ai sẽ ăn con bông tiêu. Mày đá, mày hả? Rồi quá hay nè mày. Trận đấu này quá căng thẳng. Rồi, bất tử. Một bước, nhóm lên 12 giờ một bước, lên nữa luôn, lên 30 giờ thì bất tử rồi. 12 giờ một bước. Ba mình có thể lấy được cục đường đấy. Đi đâu vậy? Đi đâu vậy? Lên đường thôi anh em. Không lấy được, không lấy là mà ăn nha. Lấy phần đường. Chào mừng anh Tuấn. Đi đâu vậy? Đi đâu vậy? Đi đâu rồi một chi chuyển qua, rồi một chi chuyển qua Phường Tường, rồi một chi chuyển qua Phường Tường cộng 3 giờ, Phường Tường thứ hai, Phường Tường thứ hai cộng 3 giờ, rồi một chi chuyển. Mình nằm ở đôi một rồi. Một chi chuyển. Mình ở đôi một. Chi chuyển đi em. Mấy giây mà sao chưa bất tử vậy? Không. Phường Tường. Giây nữa. Nhầm đi nhầm. Cái này anh trụ này 27 giây mà. À quên 27 giây nữa, quên lộn tao bấm giờ, tao quên. Một 20 giây nữa. Quẹo ơi, quẹo ơi, ao ra về đại lý cho tao, có bất tử tự do không quẹo ơi? Rồi. Xuống Phường Tường mà đi nhầm cánh nè. Đại lý có bất tử tự do không? Cái vấn đề quan tâm nhất là... Trong có một nè, Phường Tường 6 giờ chứ chị? Tất cả anh em ô tô, anh em, không có chỗ, anh em, không có chỗ. Đội 1 tao lao hết trơn vừa vậy. Đi ra, đội 1 đi ra, đội 1 đi ra, đi dương giùm coi. Còn ai kia vô chỗ vậy? Ai kia vô chỗ vậy? Đi ngồi ngồi đi, ngồi này. Đi kiểm tra thành phố đại lý cho anh em, ngon này ở ngoài giùm hết. Không muốn ra đâu, không ra bây giờ ngoài nè. Thôi, vâng. Ôi, anh em không biết chuyện này, anh em không biết chuyện biết không này. Không biết chuyện này. Là ba ai báo xong thì một phần thôi. Là ba ai báo một phần thôi. Mang xe ra mang mẹ lý rồi. Rồi, rồi, bỏ cho ba ai, bỏ cho ba ai, bỏ cho ba ai xuống hết. Tất cả anh em à. Tỉnh về ô tô, điều khiển, ông thành trí, rồi tờ cờ. Chính phủ Phường Tường. Điểm nhầm lên thôi, chính phủ Phường Tường. Ai, ok. Kiểm tra giùm lên em ơi, chính phủ Phường Tường. Ai đánh lẻ anh em ơi, gõ mặt lại. Nghe không anh em ơi, nghe không, nghe không. Đội 2 di chuyển vô, 12 giờ ngoài, đội 2 di chuyển 12 giờ ngoài. Đội 2 di chuyển nghe, đội 1 đứng yên. Đội 1 di chuyển. Ngồi trên đây mới vô làm gì? Thì hết rồi ta. Rồi một gom lại kim chụp lại anh em không có giấy mặt đó chi nữa. 3 giờ, 3 giờ ngoài cầu, đội 3 giờ ngoài cầu, đội 1 3 giờ ngoài cầu. Rồi anh ơi. Ở lại anh em, ơi. Em đang cầm 39 hạt đây nha. Rồi 39 hạt nè. 48 hả? 48 hả? Con Lâm bất đi anh ơi, con Lâm bất đội 1 đi. Ơi, sợ bay cho tao ơi. Đội 1 con Lâm bất đi anh em ơi. Đại lý xe, Thành Đô, Thiên Sơn. Rồi thành đô có thành đúng không? Có thằng ăn rồi, Thiên Sơn ăn rồi. Tất cả anh em bước qua thành đô, cắt thành đô phát anh em ơi. Thành đô di chuyển, thành đô di chuyển. Thành đô. Thành đô đã, Quýnh đã chống bức tử thành đô đã. Thành đô đi vòng đi anh em. Đội 2 di chuyển qua 3 giờ đó. Đội 1 nắm được, Lam đội 1 nắm được và Thiên Sơn không? Bao nhiêu mặt bên đó anh Thắng quẹo. Thắng ơi, quẹo ơi quẹo. Thiên Sơn, anh ăn chủ thôi chứ thiên trong thành không có người. Bây giờ Thuận nhắc anh em qua cắt lại đi qua về nè. Rồi để em. Đội 2 đứng 3 giờ nha. Anh em ơi, mình thích quýnh dễ che nha anh em, quýnh tập trung anh em, nhồi máu luôn các kiểu phải kỹ giùm anh em. Rồi anh em nè,
đặt tay hết máu, anh em về mua máu lại cho mình á, đặt tay xả máu cho anh em đi rồi mình thắng lắm chủ đau lắm người một ơi. Chạy thành đô này mày. Nga mi để 101 tắt. Xe vừa thằng Hoàng ở chủ nó 30 giây thôi anh em. Anh em chủ thằng Hoàng anh em cứ để bình thường 30 giây thôi, anh tính luôn 30 giây rồi anh em. Bình thường có tác dụng cao nhanh nha. Điểm ra máu à xe. Dưới 20 mình qua đánh hết. Hồi 1 chuyển qua đánh hết. Hồi 1 chuyển qua đánh hết. Nhanh lên. Xong anh ơi. Rồi một cái chuyển về. Rồi một cái chuyển về phần tường. Rồi anh chuyển qua đánh nó phần tường nè. Ác chính anh em nhớ tí nữa cho luôn phần tường giùm mình chứ anh em. Để mày bổ trong máu lên nè. Nhắc cái mày bổ trong máu lên nè. Còn 20 phút nữa giá anh em ơi. Thì quá, nói chung ăn được cái bát tử miền kinh là ngon quá rồi mày. Quá hay rồi. Chưa lại là tao cũng tự mua rồi. Đó survive nè anh em, từ từ anh em tất cả quay lại 3 giờ mình đi luôn nè anh em ơi. 3 giờ. Tư Dương. Tư Dương. Đợi một chuyện 6 giờ, đợi một chuyện 6 giờ, đợi một chuyện 6 giờ. Ngoài cầu. Giờ đây là 6 giờ nè, đợi 1 6 giờ ngoài cầu anh em ơi. Đợi 2 cho mình cái lệnh, đợi 2 cho mình cái lệnh. Ngoài cầu, xin bồ con luôn. Bồ con luôn, con luôn, con luôn, con luôn bóp rồi đợi 1 anh em ơi. Bồ con luôn anh. Ôi ai muốn chim bồ con luôn. Kim vô chục lại kiếm em. Con luôn bóp lại 1 ra đi anh em ơi. Không nghe anh em ơi, không nghe anh. 47 đặt bên đây nha. 50 hả? 49. Được rồi, đúng rồi. Tất cả anh em đều bước vô ngã tư, ngã tư luôn. Tất cả anh em luôn, tất cả anh em ngã tư nào thì đứng ngã tư đó luôn. 3-6 giờ đứng luôn. Thiên Sơn mới chạy ra kìa. Gom. Hãy đứng lại. Thuận ơi, cắt cho anh em vô 6 giờ, cắt cho anh em vô 6 giờ, cắt cho anh em vô 6 giờ. 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 Này, tự rồi. 12 giờ vô đi. Sao phần tường bắt tự rồi? Đã bảo hồi nãy là xem kỹ cái phần tường đi. Ô, bắt tự rồi. Hồi nãy từ lúc mà Thiên Sơn cắt xe lại có ai báo bắt tự đâu. Đã bảo xem kỹ đi rồi, qua hành đôi. Trời ơi, tưởng nó không bắt tử nữa. Đồ sơ 10 phút anh em. Đậu mẹ thì bay bị cắt ra. Cái phần tường nó bắt tử rồi nè mày, phần tường bắt tử rồi. Anh đâu cắt rồi, đại lý cắt chưa anh ơi? Mới vô không kịp. Của băng xe. Tương Dương đại lý vô cắt nè. Bỏ Tương Dương ra anh em, bỏ Tương Dương ra, anh em từ Tương Dương chạy qua đại lý giúp luôn anh em ơi. Tương Dương chạy qua đại lý giúp luôn. 5 phút cũng không kịp. Không kịp. Cũng không là cũng bây giờ kịp. Làm sao mà đổ mất kiểm soát được đó. Đúng qua cái tại liên tục kiểm soát được đó. Không có dắt được chiều bay tại phút cuối anh em qua rồi hối tệ nó trong năm phải thủ anh tệ rồi sao. Ồ hồi nãy đó, mình có đánh tẩy luôn mà Tương Dương em ơi quẹo đi bên bay mấy thanh nhỏ trên bao quẹo ơi nghe nè đại lý bất tử rồi Gom Tương Dương đứng này là không di chuyển Gom tại mảnh vô di chuyển nè chính thụ Tương Dương nha chính thụ Tương Dương ơi chính sơn Tương Dương đó rồi chính thụ Tương Dương rồi mấy đây chính thụ Tương Dương nè chính thụ Tương Dương anh em Gom chính chữa ô tô chính thụ Tương Dương rồi mới đi ba mới ra ngoài 9 giờ của Tương Dương anh em này 9 giờ Tương Dương đi Thiên Sơn giờ nó sẽ đánh lâm em để nó lấy tiền tử đó Thiên Sơn có lại đi anh em quên mấy thằng nhỏ 9 giờ Tương Dương đó nè rồi chuyển diễn ngay 9 giờ ngoài chuyển diễn 9 giờ ngoài cầu chuyển diễn 9 giờ ngoài 9 giờ ngoài anh em ơi khổng thành mà cái này được rồi 9 giờ ngoài không bước vô thành nha cái này được cả trăm triệu tiền chưa có bồ con luôn mà nam chưa có bồ con luôn mà thì em bị nó nói nè nghe 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 con làm việc đi rồi vô chỗ con đây vô chỗ đó vô chỗ đó Thiên Sơn trong phần dòng di chuyển qua Dương Châu chuẩn bị đánh Long An sao á thấy rồi hôm qua mình thủ cho nó khỏi đánh luôn Thiên Sơn ăn tham mà không đánh được thằng Thiên Sơn nó sẽ đánh Long An để nó lấy tiền tử nè mình thấy rồi nam ơi cái tiền tử là không đánh tự thắng luôn nha nam ơi qua đấy mẹ luôn lượm thêm con phi dân nữa đủ anh thêm đi Steven ở đây chưa Nam ơi tuần sau có tuần sau đúng không đúng bây giờ tao nói mày thiên tử không đánh là tự thắng tự không đánh tự thắng nha tự thắng nha cái đó là đúng rồi bây giờ qua lụm luôn rồi thì lụm luôn thằng Lâm An chứ độ ăn cho hết chứ đại lý sao bạn ơi đại lý bất tử rồi giờ châu luôn em ơi vậy anh em định có chính thụ Lâm An nhưng mấy anh em ơi chơi cô máu luôn đúng rồi hai luôn em quân Lâm An luôn hai phi vân anh em hai phi vân thuận không à minh mặt lòng bình tân lên tiếng à chính thụ Lâm An anh em ơi lưu hết Lâm An đông đi Dương Châu phát anh em Dương Châu phát anh em cắt cái Dương Châu phát hả tập trung chăm Dương Châu đi anh em ơi còn sớm lắm cứ tập trung
hết máu mà không ai bung máu này, bên này không có setup bung, không setup bung máu chỉ có chết ra mua thôi. Rồi ok, tập trung. Rồi chuẩn bị vô. 3 giờ cộng 3 giờ 1. 3 giờ 1 là 3 giờ 1 anh em ơi, đi đâu vào 3 giờ 1. Tính sơ qua thì tất cả các thành thì chỉ có mình Biển Kinh của bang mình Bắc Tử thôi nè mày. Còn lại tất cả tiếp theo đó là Phường Tường, tiếp theo đó là Phường Tường của bang C. Đúng rồi, tiếp theo đó là Phường Tường của bang C. Và bây giờ thì chưa có thành nào Bắc Tử cả. Tiếp liệm giùm các em. Đẩy đi em ơi, đẩy cái chậu đi, đẩy cái chậu đi. Cho con chậu lấy chậu đi. Bạn đi tập khác là đi sớm nè, mới đổ một tiếng. Thôi mình nè. Bây giờ là còn Dương Châu Tương Dương Thành Đô là chưa có tự không Lâm An? À đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Mới cắt xong mà mình vừa cắt xong thì không có tự rồi. Giờ mình ôm Dương Châu gần gần cuối mình qua đánh Lâm An thôi. Mình có dấu rồi, mình đéo sợ. Em có dấu rồi em, cho anh em đánh, anh em sợ chết đi. Cho anh em biết cách di chuyển đi. Qua một đại thấy mày luôn, để cho đi đại này. Ôi, tất cả anh em nè, tất cả anh em bước qua Lâm An 100% đứng yên tại chỗ, không ai di chuyển, bước qua và đứng tại chỗ. Nghe nè, đầu cổng bên kia, đầu cổng bên kia không sao đang nhặt anh em à. Sắp vỡ bóng đại đến nơi rồi. Sắp vỡ bóng đại đến nơi. Đấy quần luôn đi. Rồi từ từ, từ con phát đã từ từ. Qua một lần nó con nó chặn không nổi. Thiên trời ơi. Quá, nè mùa máu rồi nè mày. Tập trung đi, 4 phút nữa đánh, đừng có gấp. Bước qua Lâm An luôn, bước qua Lâm An luôn. Rồi quá được rồi, rồi chỉnh nó dùm cái ô tô chính ngủ Lâm An luôn em. Chỉnh ô tô chính ngủ Lâm An dùm em. 81. Tôi đang tập trung 100% qua Lâm An á. Tôi đi mua máu rồi mà. 88 rồi. Rồi, Thuận ơi, cho anh hỏi lần cuối á, em biết cốt của mình bao nhiêu rồi? 51 rồi. Luôn rồi. Anh cho bấm rồi. Anh em ạ, ý nữa anh em ạ, tay nữa. Ý nữa anh em ạ, tay nhớ cho tôi nha. Anh em đã chơi đặt tay, anh em nhớ được 1 của 2 của mình nha. Đã xác định có thể giúp đỡ thì anh em nhớ vô ao ạ, anh em bị ao ạ, anh em vô liền mình nha anh em ơi. Tao có được khoanh lương không? Đừng cái lồ má mày. 89 hạt đủ rồi anh ơi. Bỏ kẹt bèo ơi. 91 hạt. Bèo. Xe 100% ngon luôn chỗ nha. Ủa gì vậy? Đúng rồi. Lắp. Em đứng yên nha, anh em đứng yên nha. Anh Nam ơi. Ủa cái gì mà? Là mình đánh một tuần mà thấy con mẫu là còn 3 tới 4 phút. Là mình chia hai đội ra. Đúng rồi, đúng rồi. Hai cái đàn nhỏ à. Ôi là anh em ai kêu anh em di chuyển này kìa. Điểm chuột lại anh em ơi, cố gắng điểm chuột lại đúng nhau ra nè. Không ngon làm việc đi nè, không làm việc đi cho mình. Anh em nè, anh em nè. Đúng rồi, mình lấy ra là nhỏ. Tương Dương bị tắt lại hết rồi. Lấy thành câu luôn em. Ý là em nói là... Mặt đá dã man. Sao không? Mặt cuối luôn á. Đi gái đi anh em ơi, đi gái đi đâm, đi gái đi 3 phút được đánh á. Đi gái đi anh em, 3 phút được đánh. Đi đá đi nọc mà tôi đánh thôi. Đá nhanh đi em. Đồ bắt ở đây lại đéo kịp chủ đít luôn á. Mày mang xe đâu mày mệt, sao đánh nhau nha. Tất cả em à, anh em di chuyển, tất cả em di chuyển qua 6 giờ, ngã tư 6 giờ. Tất cả di chuyển qua ngã tư 6 giờ, tất cả di chuyển ra ngã tư 6 giờ, di chuyển. Như xe, luôn. Như xe đéo có chuẩn bị lên Lâm An này. Di chuyển. Xe lâu Lâm An. Rồi em gom lại em không có gì anh em ơi. Bước vô ngã tư đầu nữa mà. Ngã tư đầu tiên thôi. Không có chạy vô trong nữa. Ai chạy vô trong đập tên nhưng quay lại anh em quay lại vô mấy thằng ơi. Tất cả anh em bước qua cầu chở luôn. Bước qua cầu chở 9 giờ nè. Tụi nó đang đánh lộn 9 giờ. Mày bảo vô thằng em mày bảo. Rồi đứng yên đây.
gom bùi chở đi, gom bùi chở đi, gom bùi chở đi, không cần gì nữa. 68 hạt, 71. Quá chắc, quá chắc. Anh đang đâu em? Anh đâu hết rồi? Đang nghe bùi chở nè. Ui, em muốn rồi nhớ. Kệ đó, kệ đó, đứng yên nè, đứng yên, kì mua chuột lại kì. Lấy dưới đang làm cái gì, có spy rồi mà anh em. Mình đứng đây làm hư ông đắc lợi, kệ, để cho ông đánh trước đi. Tập trung lẹ đi, 203212 lẹ. Nãy 90 mấy hạt lận mà anh em, nãy 92 hạt lận mà. 71 hạt, 73. Yếu 20 hạt nha. Tất cả anh em như chỉ vòng ngoài có 3 giờ, 3, 2, 1, vòng ngoài 3 giờ. 20 hạt còn nằm ở dưới tập ngã tư thứ tư kìa. Đọc tên. Rồi gom lại nè, gã ba gom lại phát. Gom lại gã ba. Cụ chọn gã ba. Anh em quay lại, anh em quay lại. Tất cả mấy bước lên cụ chọn. Cụ chọn như 2 giờ. Tát bản đồ luôn em, tát bản đồ luôn. Ôi, cụ chọn sao chạy lên gã ba, gã tư luôn rồi. Cụ chọn 12 giờ, chuyện thì sao mấy anh đánh vô kìa. Thấy mình chạy ngang. Chẳng lại góc Thiên Sơn anh em. Giữ cái cửa 3 này, ngay cái cổng 3 này đó. Chạy qua luôn, 4 ngang luôn. Giữ nguyên anh em, giữ nguyên cái chùa lại coi. Chích lên em đá cái đường hẻm đó coi. Má nhiều băng vô đây ghê, nhiều băng đòi anh Tâm ghê. Rắc lắm đó anh em, pha cuối là cho anh em thôi. Thành bại là cho anh em đó anh em. 75 mà, anh em đem 15 mặt đúng không? Mục tiêu tụi nó. Ôi, một cái bay bám rồi, thằng quẹo về, xe bay bám rồi, mang còn tất cả anh em về di chuyển về Lâm An thì mới lên bay. Bỏ spy luôn, một spy duy nhất thôi. Một spy một thôi em, một spy một thôi. Một spy một thôi em. Mấy cha kia đâu hết rồi, thiếu 15 hạt. Một spy một thôi, mình đợi 100 giờ. Tập trung cùi chọn 12 giờ. Báo mà, báo tàu lộ cho anh em qua, báo tàu lộ cho anh em đi chuyện đi. Cùng 3 giờ nha. Quân đợi 100 ngã 39 giờ. Em gom lên em, xong rồi đẩy 90 mấy hạt lần sau giờ rớt đâu 20 hạt rồi nè anh em. Anh em kiểm tra là cái miếng này phần đuôi nè anh em ơi. Kiểm tra phần đuôi này có ở trong bản đồ chiến trường không vậy anh em? Cẩn nó có trong chiến trường không vậy? 80 rồi, 82 rồi. Một thằng là được 50-60 triệu điểm. Đội 1 bước lên 12 giờ, đội 1 bước lên 12 giờ cho đỡ lắc coi. Đội 1 bước lên 12 giờ. Nè, cái pha này mới hay nè Nam. Nó cắt trụ còn máu đỏ rồi, tụi đeo quýnh nữa cái pha này mới hay nè Nam ơi. 30 giờ còn máu, 5 giờ còn 50 giờ. Chỉ đợi 1 thôi, chỉ đợi 1 thôi. Chỉ đợi 1 thôi. Thiên Sơn 3 giờ, Thiên Sơn 3 giờ. Đội 2 ra rốt, thiếu đâu 20 bạc vậy Nam, đội 2 thiếu đâu 20 bạc rồi. Đội 2 theo đội 1 làm gì vậy? Đội 1 coi, đội 2 không gì chuyện. 49 hạt nha anh em. Hầu hết rồi ta, mấy anh rớt 12 hạt rồi. Ai chà. Ba không ở trong chiến trường quá bao nhiêu phút là không được nhận được nhiều rồi. Ở trên đội 1 gì mà đến 50 hạt nè. Đội 1 giờ đến 50 hạt nhiều nhiều dữ. Ủa anh em có nhớ lộn đội 1. Ừ có nhớ đội lộn đội em sao đội 1 giờ 50 hạt luôn này, quá đông này. Ủa không sao. Sao? 51 hạt đủ. Báo rồi, hên báo đi. Xin được báo. 9 giờ huynh đệ, 3 giờ Thiên Sơn. Rồi làm hẳn 12 giờ luôn, làm hẳn rồi, từ 2 giờ chuyện đi. Má 12 giờ. Từ 2 giờ chuyện đi, từ 2 giờ chuyện đi. Mở giao dịch lên kênh xe giùm phát anh em, góc lại lắc anh em, phải mở giao dịch lên mới đỡ lắc cho anh em. Chủ còn 30% máu nha, tự để cứ coi nó đánh á. Thằng nào lóng chủ vậy? Thằng xe nào không là trong chủ á. Tất cả anh em bước. Giờ này nghe tao nè. Từ từ, đợi xíu, đợi tao xíu nào, từ từ vô. Em nào lấy. Từ từ em nói cái này Nam ơi, anh em nào mà kéo 2 tới 3 hạt mà màn hình rộng cho một hạt chưa chết là bị đột tù. Không được. Nó đã về thành hết. Chết đã về thành hết. Phái hạ ngựa hết giùm cái đây, phái hạ ngựa giùm cái đây tránh mất cái anh em ơi. Anh Tuấn kia giỏi ta, anh Tuấn biết luôn. Ghê. Mẹ ta ăn thì với cái bọn Lâm đi. Thôi, được rồi. Thử cái tụi bao kia lại em mới sợ chứ được. Tụi cần ăn bị hả? Ôi, bây giờ nè. Anh em nè. Bước xuống. Đánh hết tầm mọi lại luôn, bước xuống rồi tôi luôn. 12 giờ, anh chị, đứng lại một bước. Bước xuống nè, cùng bước xuống luôn. Quẹo ơi, bấm áo rồi anh cho tao luôn, quẹo ơi. Bám rồi anh cho tao rồi, gom lại anh em, gom lại anh em. Đủ rồi anh em, nhà đủ rồi đó. Trụ sống, quýnh đệ ông trụ, quýnh đệ ông trụ. Trụ, hướng mới là hướng chính chứ không? Gom lại đây, gom lại, đến chơi, trước chơi xong kìa.
trụ trống quân đệ trụ Thiên Sơn 6 giờ. Di chuyển vô, di chuyển vô, di chuyển vô. Chưa, tụi nó đẩn cả vào đứa. Các trụ chứ cho tao, các trụ chứ. Qua 3 giờ, qua 3 giờ, qua 3 giờ. Qua 3 giờ, qua 3 giờ, bước lại 3 giờ, bước lại 3 giờ. Quay vào 6 giờ, đánh tới 6 giờ, đánh xuống 6 giờ. Đá cái lòng tím rồi, đá cái lòng tím rồi. Ôi chết đi lại, 6 giờ, 6 giờ. Lắc màu rồi, lắc màu rồi. Lắc rồi, lắc rồi, 6 giờ. 3 giờ đúng rồi, 3 giờ đúng rồi, 3 giờ đúng rồi. Chết dần là ngồi. Đúng rồi, 3 giờ, đúng rồi, 3 giờ ngồi luôn. 3 giờ rồi. 3 giờ Thiên Sơn, 3 giờ Thiên Sơn. Đúng rồi, đúng rồi, 3 giờ chạy đến 12 giờ, đúng rồi, chạy đến 12 giờ, đúng rồi, chạy đến 12 giờ. 12 giờ. 12 giờ, 12 giờ. Một cái tôn này mà lấy được trụ là thắng luôn á. 12 giờ anh em, tranh thủ anh em ơi. Bảo thời gian, bảo thời gian, còn bao nhiêu thời gian nữa? 5 phút. 5 phút nữa thôi, bây giờ cũng là đánh đánh luôn này, không đánh được đâu. Chưa âm rồi, chưa âm đi được, anh em bị kẹt hết rồi. Auto anh em chạy 10 phút khi bé hơn hẳn 20 nha, xong có để 40 nè nha, 20, từ 15 tới 20. Lẽ anh em tu này quyết định luôn á, tu này là quyết định luôn á. 2 phút là anh em mở mua máu luôn. Rồi anh em đi 12 giờ đi anh em ơi, anh em đi 12 giờ đây. Hai con Phi Vân là có tiền anh em. Mang rồi còn thêm cái thiên tử nữa. Trụ máu đỏ rồi, gom 100% tổng lực 12 giờ đi Nam. Nhưng hôm nay gom vô đánh vô trụ 12 giờ luôn. Đánh vô luôn, đánh vô luôn, đánh vô luôn, kệ mày rồi đó. Tắt đánh người, tắt đánh người luôn. Xuống đánh. Bước vô cắt cái trụ 52, cắt cái trụ 52, cắt cái trụ 52 đó. Cắt cái trụ 52, đám trụ. Cắt cái trụ 52. Đám luôn. Anh trụ ơi, anh trụ ơi, đó đây. Không đánh nắp. Thôi mình ăn. Chạy qua vô, chạy qua vô. Chạy qua vô. Chạy qua vô đám trụ. Chơi gốc, chơi gốc, chơi gốc. 6 giờ, 6 giờ, 6 giờ, 6 giờ. Xay đi, lên rửa xay ra 9 giờ. Lên rửa xay ra 9 giờ. Lên rửa xay ra 9 giờ. Xay lên 12 giờ, xay lên 12 giờ. 5 người, 5 người. Chỉ huy 5 trụ, chỉ huy 5 trụ, 5 trụ, 100, 100. 5 trụ, 100, 100. Còn 5% nữa. 5 trụ, 5 trụ, 100, 100. 5 trụ luôn. 3 giờ 5 trụ, 3 giờ, 3 giờ. 3 giờ 5 trụ. Còn tí máu nữa. 5 người, 3 giờ 5 trụ, thay 6 giờ. Thay 6 giờ. Xoay, xoay thằng tiếng. Chết bạc rồi. Lần cuối anh ơi, lần cuối anh ơi. Trời ơi, còn tiếng máu nữa. 12 giờ lại nè. Đặc biệt đâu vậy trời. 12 giờ đi ơi. Thiên Sơn cộng 3 giờ nhá. Vài phút cuối này mà. 5 cuối nè. Cuối cùng, một cuối cùng anh em ơi. Tôi này bạn lặng luôn, tôi này ăn lặng luôn. 3 giờ nó một đống á, 3 giờ Thiên Sơn đóng rồi. Đi 12 giờ, đi 12 giờ, cứ đi 12 giờ, cứ đi 12 giờ. Có 4 việc là vô. Ủa sao mua máu trời, đậu xanh. Đừng có đi, đừng có đi 6 giờ, đừng đi 3 giờ, đừng đi 3 lấy, giờ. Ôi, đi 12 giờ, đi 12 giờ. Đi 12 giờ. Chua. Rồi kệ nó, qua 9 giờ này, qua 9 giờ, qua 9 giờ, rồi, qua 9 giờ. Xuống rồi, xuống rồi, xuống rồi, xuống rồi. Chủ còn 1% máu Nam ơi. Vô bụp răng á. Từ từ. Quay lại 12 giờ, quay lại 12 giờ, quay lại 12 giờ. Không vô trụ, không vô trụ, quay lại 12 giờ không. Hôm nay đang mặt hai đám mặt. Xe 9 giờ nó đông đi nhá. 30 30 50. Gom đi, gom đi, gom đi, gom đi, gom đi. Thời gian, thời gian, mở thời gian. 2 phút rồi. Mình lột đi đi vô là. À chính rồi anh ơi. Xong đi mà nó nếu mà xài auto ấy chứ nếu phải nó vô. Nó canh á. Chứ giờ gom đủ chín nhạc luôn, gom đủ chín nhạc, cắt xe luôn. 2 phút 10 giây nha. Rồi, gom đủ tôi này của nó luôn. 50 nhạc rồi. Tập trung ngang 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 thôi. Giờ cái trụ đây đánh chỉ 30 giây nên trụ. Xe này anh em kiếm vô lại kìa. Chạy qua 9 giờ này, chạy qua 9 giờ này, chạy qua 9 giờ. Đã từ 12 giờ anh em. Ngay khu chỗ thôi, má là mày bị cắt mẹ rồi kìa. Không để cắt rồi. Xe đang cắt lại, xe đang cắt lại. Vô 9 giờ vô luôn nè, vô 9 giờ vô luôn nè. Đi vào luôn, vào luôn thôi. Đây coi 6 giờ thôi. Cộng 6 giờ đó nha, né cộng 6 giờ đó nha. Ôi. Anh ơi. Dính đang mặc định một cái chết luôn, vãi thiệt. Tất cả mọi người, tất cả mọi người ao ạc ra về Tư Dương. Tất cả mọi người ao ạc về Tư Dương. Bỏ đánh luôn về Tư Dương nha lên. Ạc tay á, 40 ạc, 50 ạc tay về Tư Dương nha lên. 50 ạc tay về Tư Dương nha lên. Lát luôn rồi, đủ má. 50 ạc tay về Tư Dương nha lên. Thiên Sơn, Thiên Sơn thủ Long An rồi.
Đẩy bê Tương Dương nhanh lên. Đặt tay ao ra vô lại cho nhanh anh em ơi. Vô lông trụ đâm luôn. Đủ Thiên Sơn đông vậy. Đâu mà Thiên Sơn anh. Gom 9 giờ, gom 9 giờ này, gom 9 giờ nè. Gom 9 giờ vô khoát nè. Lẹ nè, 2, 40 giây. Đủ 40 giây đéo kịp rồi. Quấn luôn đây, quấn luôn đây. Không đủ à. Đây gom 9 giờ nè em. 9 giờ này, gom 9 giờ ngoài đã, gom 9 giờ đã. Quấn lẹ, à, Thiên Sơn đang trong nè. Ngồi rồi. Thiên Sơn đâu có ai đâu. Vô trụ, vô trụ, vô trụ, vô trụ, vô trụ, vô trụ. Đánh ngoài luôn, đánh từ 9 giờ vô luôn. Nó có khoảng chục ạc rồi, chục ạc rồi. Đánh mạnh vô, đánh mạnh vô, đánh mạnh vô, đánh mạnh vô luôn. Xây vô trụ luôn, xây vô trụ luôn. Đánh mạnh vô luôn em, nó chết kìa. Đánh bot. Để bot, để bot, để bot. Để bot. Tắt lên người luôn, tắt lên người luôn. 10 giây. Đến đây em, đến đây, đám trụ. Đánh bot anh em ơi. Được. Thầy xui ăn nha, ăn nha, ăn nha, ăn nha. Rồi 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 rồi. Vẫn kịp. Trời ơi. Đang ngồi luôn. Vẫn kịp. Kịp rồi, kịp rồi anh em ơi, kịp rồi. Ôi, anh đi tổng kịp. Không phải 25 thôi, chứ mình mở thủ hai thằng kia là được. Rồi, anh đánh như vậy cho hai. Anh Tương Dương biết kinh còn đòi gì nữa mày. Cảm ơn anh em nha, anh em ơi. Cảm ơn anh em nha. Ờ, ok rồi. Coi thằng thứ mấy, thằng gì đây? 21:45 anh em kết vô nhận 200 triệu kinh nghiệm anh em ơi. Mày nó ba thằng luôn cả. Alo. Ông thằng đô nó cắt rồi. Thiên Sơn nó cắt thằng đô rồi. Dương Châu của mình luôn, Dương Châu của mình luôn. Qua chạy thằng khác rồi. Mấy thằng anh em ơi. Biến kênh Dương Châu anh em ơi. Thiên tử mà cần thì biến nha mọi người. Thứ hai luôn đó. Cảm ơn tất cả anh em nha. Cảm ơn toàn thể anh em nha anh em ơi. Nếu mà thiếu vào tay thì gọi anh. Mình 3 thành nha, mình 3 thành nha. Dương Châu mình luôn. Để ra đâu mày. Ờ Dương Châu 3 thành luôn nha anh em ơi. Cảm ơn anh em nha. Hả? Đại lý không ai thinh đòi ra đường luôn. Thôi mình không. Xe. Mình để ra đường. Để bỏ đó. Thiên Sơn Phường Tường. Ở đồ đó Thiên Sơn anh Phường Tường vãi. Tường băng xe chứ anh gọi Thiên Sơn là Thiên Sơn anh em. Xe làm anh nha, em xe làm anh nha, xe làm anh nha. Xe làm anh nha. Em làm ăn hay rồi. Em làm ăn. Không để ra đường, không để ra đường. Không phải hay, nhưng mà giờ cuối quýnh hết thu rồi. Hình đỡ, hình đỡ ra đường rồi, chết rồi, hình đỡ rồi. Không có nói được. Không được. Chốt rồi nè mày. Ok, như là chốt cái trận con chiến này, được Khải chốt thử nha anh em. Khải chốt thử, đây. Thiệt thớ là đầu tiên là bạn mình ăn được Bình Kinh. Xong rồi đánh tiếp về Dương Châu và lại Tương Dương. Dương Châu này, Tương Dương này. Thiên Sơn quá ok, Thiên Sơn ăn được cái thành Phường Tường anh em ơi. Thành Phường Tường là có bông tiêu. Phút đầu anh em bên này canh giờ không chuẩn nữa là bị 10 cái bất tử cái Phường Tường này bất ngờ quá anh em ơi. Bất tử Phường Tường bất ngờ quá. Chung là cũng chúc mừng Thiên Sơn. Thiên Sơn có với mình Phường Tường với lại thành đô. Xe thì anh em mình Lâm An khúc cuối thì Honda với xe với băng mình đánh thẳng về Lâm An, nhưng mà băng nào pha đó khúc cuối còn lại đủ lực rồi anh thôi nè. Rồi ban hình đỡ ra đường. Rồi đại lý chưa có ai cả. Đại lý vô hợ nè. Rồi ok. Anh em xem video trận công chiến đầu tiên của server Hành Sơn này, đừng quên đỡ lại cho Khải và cũng như tất cả anh em Tuyệt Thớ và anh em Thiên Sơn. Ban xem và hình đỡ một like một share cũng như ủng hộ server Hành Sơn một ngày một phát triển nha mọi người. Ok, bye bye mọi người. Và video này Khải sẽ up lại trên kênh và mong mọi người luôn ấn like ủng hộ nha anh em ơi. Ok, bye anh em.